Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Máy AHA. Thì video hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn, dẫn các bạn cách thức vận hành, cách thức sử dụng của cái tủ nấu cơm 6 khay sử dụng điện. Đây, trên mình các bạn đây là đang nhìn thấy là chiếc tủ nấu cơm 6 khay. Phía trên nóc này đây chính là phần dây cấp nguồn vào các bạn nhé. Dây cấp nguồn cho điện cho tủ nấu cơm này. Chiếc tủ nấu cơm này có thể sử dụng được cả hai tính năng là hai loại điện, chính là hai loại điện, là điện một pha và điện ba pha. Thì đây này tôi đang đấu theo chiếc tủ điện đấu một pha các bạn nhé. Đây là một pha này, một pha hai dây nhá, chứ không phải là một pha là một dây đâu, mọi người, nhiều người hiểu nhầm. Đây gọi là sử dụng điện một pha nhưng mà hai dây, đó là từ ngữ chuẩn nhá. Và phía trên mặt điều khiển này, như tôi đã nói ở nhiều video, là đây đồng hồ đo nhiệt này, nhiệt độ, báo nhiệt độ này, đèn báo tủ chạy hoạt động này, đèn báo cấp nguồn này, automat này, đồng hồ timer thời gian này, đặt thời gian này, đồng hồ cost này, đặt nhiệt độ. Và đây là núm chỉnh đặt nhiệt độ này. Thì sau khi các bạn đã, đây là phần dây nguồn, các bạn hãy đấu dây nguồn này, đây là dây 2x10 nhá. Đối với những tủ công suất mà có công suất khoảng 9kW như tủ này, thì chúng ta khuyến cáo các bạn nên sử dụng dây tối thiểu là 2x6, hoặc tốt nhất là sử dụng 2x10 là an toàn, để đảm bảo cái tuổi thọ cũng như là cái an toàn khi sử dụng điện ấy. Thì các bạn nên sử dụng dây tối thiểu là 2x10, 2x6, không thì 2x10 nhá. Thực ra thì là từ dây 2x6 đến 2x10 nó chênh nhau tầm khoảng 15-20.000 một mét thôi. Ở nhà các bạn này chỉ có tầm khoảng 10 mét thì chênh khoảng tầm 200.000 thôi. Đổi lại các bạn có một cái đường dây điện an toàn, vì mình xác định dùng lâu dài mà, nên chúng ta nên chọn những cái loại dây rất là phù hợp và an toàn. Các bạn hãy đấu cái đầu nối dây này. Sau khi mình đã đặt chiếc tủ nấu cơm vào đúng cái vị trí mình mong muốn, thì các bạn hãy đấu hai dây này vào chiếc một, tối thiểu là một chiếc cầu giao điện nhé. Một cầu giao điện cái loại khoảng từ 40A trở lên, còn không thì các bạn hãy đấu vào những cầu giao khoảng 63A. Các bạn nhìn đây, đây này, bạn mua những loại cầu giao mà có công suất là khoảng 63A, tương đương với chiếc automat này nhá, 63A. Các bạn nhớ kỹ cho tôi nhá, 63A. Thì là mình sẽ đấu vào những chiếc cầu giao điện hoặc là đấu automat. Sau khi đã kết nối điện thì chúng ta sẽ kiểm tra phần đầu nối phần nước. Đây các bạn nhìn này, cái phao nước cơm nước tự động này, chúng ta sẽ đấu vào hệ thống nước của gia đình chúng ta hoặc là cho các khu bếp. Thì cái phao nước này sẽ có tính năng tự động là cấp nước vào khi mà cái lượng nước trong tủ này, trong đáy tủ này bị cạn đi nhá, thì chúng ta sẽ không phải lo vấn đề là hết nước, trừ trường hợp là phao bị kẹt lâu ngày hay là chúng ta không vệ sinh thì dẫn đến cái việc phao bị kẹt. Mà phao bị kẹt thì nó sẽ nước sẽ cạn đi, cạn ngày một, cạn dần, và sau đó là cạn nhiều thì khi đó là cần tập cái nỗ ra này, thì cái còi nó sẽ hú lên, cái còi ở trên nóc tủ này nó sẽ hú lên và nó sẽ cảnh báo chúng ta biết là nước đã bị cạn. Các bác lưu ý ra, tủ đời mới nó hay ở chỗ đấy đấy, chứ còn những tủ đời cũ hay như nhỏ xuất thì nó không có cái đó. Thì là đấy là một cái yếu điểm. Chúng tôi đã cải tiến thì là chiếc tủ này đã có còi hú báo hết nước. Đấy. Thì sau khi kiểm tra lượng nước đã đủ, các bạn lưu ý kiểm tra cho tôi là nước nhá, phải vượt qua cái bề mặt của cái thanh điện trở này tối thiểu 2 cm, 1 đến 2 cm, còn cao hơn một chút nữa thì càng tốt, để đảm bảo cái thanh điện trở này được bảo vệ an toàn và hoạt động hết công suất. Thì chúng ta sau khi đã kết nối điện và nước thì chúng ta sẽ vo gạo và cho vào các khay này. Thì chúng ta đóng tủ lại, nhớ kỹ đóng tủ lại nhé, đóng tủ lại bật vào đây. Đó, sau đó là chúng ta sẽ, đây có, nó có phần đặt thời gian bằng đồng hồ điện này, phần đồng hồ cost này và đặt nhiệt độ này.
Thì hai cái này là hai trường hợp gọi là cái đồng hồ con này để dự phòng cho cái đồng hồ điện này. Vì có thể nếu mà bị sự cố điện thì ta sẽ dùng đồng hồ con. Hai tính năng này hoạt động nó song song, nó như nhau nhé. Còn cái lát nhiệt độ này thì nếu mà các bạn đun cơm thì các bạn không quan tâm lát nhiệt độ này lắm. Còn đối với các bạn có thể dùng để hấp những sản phẩm khác như giò hay bánh bao thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái nhiệt độ của cái tủ, trong tủ này. Đấy, khi chúng ta cắt nhiệt độ là ví dụ một mẻ cơm trung bình thì chúng tôi hay nấu gọi này, chúng ta nấu tầm khoảng 50 đến 60 phút tùy vào lượng cơm hay là tùy vào cái điều kiện thời tiết của địa phương ấy. Ví dụ vùng nhiệt độ cao chẳng hạn, nhiệt độ có 10 độ mùa đông thì tất nhiên là thời gian đun nó phải lâu hơn. Tại vì là nước nó lạnh buốt như vậy thì tất nhiên là thời gian đun phải lâu hơn. Thì chúng ta có thể để 60 phút. Và đối với mùa hè chúng ta có thể để nhỏ hơn một chút là tầm 50 phút như vậy. Sau khi đặt thời gian thì chúng ta sẽ tiến hành bật automat này lên và để cho tủ tự hoạt động. Đến khi mà hết 56 phút này thì điện của tủ sẽ tự ngắt đi. Và khi đó chúng ta sẽ chờ cho tủ nó sẽ khoảng 5 đến 10 phút nữa là chúng ta sẽ cắt điện. À quên, đã cắt điện bật automat xuống và tiến hành mở tủ để lấy khay cơm mà thôi. Nói chung là cách thức sử dụng của tủ nữa. Tủ điện thì đây nó một phần gọi là bán tự động rồi. Khi đặt thời gian thì nó sẽ tự ngắt điện đi. Chúng ta không phải theo dõi, không sợ là cơm nó để sôi lâu quá hay là cơm nó nhanh quá, nó mau quá. Chúng ta yên tâm nhé. Đây là một chiếc tủ nấu cơm bán tự động, gần như là bán tự động. Không phải theo dõi, chúng ta chỉ cần cài đặt thời gian. Đây là đây. Và bật automat lên là sử dụng. Trường hợp sự cố khi cái tham mơ thời gian này bằng điện này nó bị lỗi thì chúng ta sẽ chuyển sang cái tham mơ bằng cơ này. Đây là chiếc tham mơ bằng cơ. Nếu mà các bạn đã từng sử dụng cái hẹn giờ của cái quạt ngày xưa ấy, các bạn nhìn đây này, đây đấy, nó sẽ có 90 phút này thì chúng ta sẽ vặn cái điều chỉnh cài đặt thời gian này lên khoảng mức khoảng tầm trên 50 phút và dưới 60 phút tùy vào cái lượng cơm và thời tiết nhiệt độ các bạn nhé. Đấy, thì khi hết 60 phút thì cái đồng hồ cót này nó sẽ tự quay trở về mức không này, các bạn nghe này. Đó, khi hết thời gian nó sẽ kêu tinh một cái thì nó báo là hết thời gian và điện trong tủ này cũng sẽ tự ngắt đi. Và chúng ta sẽ cũng không phải lo vấn đề mà phải trông nom tủ cơm nữa nhá. Trên đây tôi đã nói giới thiệu sơ qua các bạn về cách thức vận hành cũng như là các yêu cầu đối với đầu nối cũng như là một chiếc tủ nấu cơm dụng điện. Thì các bạn cần tư vấn thêm thì cứ inbox cho tôi hoặc gọi cho tôi số điện thoại là 0962 432 232 để được tư vấn cũng như là báo giá chi tiết về sản phẩm này nhé. Xin cảm ơn các bạn.